Xin chào tất cả các con. Để bắt đầu tiết học ngày hôm nay, cô trò chúng mình sẽ cùng gặp lại một người bạn quen thuộc. Đó là ai? Chúng mình hãy cùng chờ xem nhé. Một trò chơi thật là thú vị phải không nào? Các con có muốn tham gia không? Có. Nào, Pikachu ơi, luật chơi như thế nào vậy? Trên màn hình sẽ xuất hiện bài vẽ nói về ngoại hình, tính cách, sở thích, sở trường của một số bạn trong lớp. Nhiệm vụ của các bạn là hãy đoán xem người bạn đó là ai. Mỗi câu trả lời đúng, các bạn sẽ nhận được một tràng pháo tay. Nếu trả lời chưa đúng, các bạn sẽ nhường quyền trả lời cho bạn khác. Các bạn đã sẵn sàng chơi chưa? Sẵn sàng! Chúng mình hãy cùng đoán xem người bạn đầu tiên là ai nào? Hay đeo kính cận, lại rất đa tài, hát ca nhảy múa, cùng biết chẳng thua, cùng danh toàn diện, là ai là ai? Nào, bạn nào đã đoán ra được rồi? Cô mời Minh Đăng à? Con thưa cô là bạn Chí Thiện ạ. Chúng mình hãy cùng xem đáp án của cô. Bên lăng Ba Khổ có đôi khóm tre ngà, đón gió đâu về mà đu đưa, đu đưa. Xin chào các bạn, tớ là Chí Thiện đây. Rất vui vì các bạn đã đoán ra tớ. Một đáp án rất là chính xác rồi đấy. Tiếp theo sẽ là người bạn nào đây nhở? Chúng mình hãy cùng chờ xem. Tớ lại đố thêm một bạn. Cô mời Kiên Cường. Con thưa cô là bạn Khánh Vi ạ. À, chúng mình cùng chờ xem đáp án. Xin chào các bạn, tớ là Khánh Vi đây. Xin chúc mừng các bạn đã vượt qua thử thách của tôi. Chúc cho tập thể lớp 5C có một tiết học đầy lý thú. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Cô thấy các con đã tham gia vào trò chơi rất là tích cực. Không những thế, chúng mình còn biết dựa vào những đặc điểm riêng biệt của mỗi bạn để đoán ra được đó là người bạn nào rồi đấy. Cô khen cả lớp chúng mình. Các con ạ, nét riêng của mỗi bạn về ngoại hình, tính cách hay sở thích cũng chính là những điểm khác biệt của bạn ấy so với những bạn khác. Vậy, khi mọi người có những điểm khác biệt, chúng ta cần có cách ứng xử như thế nào? Và vì sao chúng ta cần phải làm như vậy? Cô trò chúng mình sẽ cùng tìm hiểu qua bài học ngày hôm nay, tôn trọng sự khác biệt của người khác. Các con ạ, mỗi người là một cá nhân khác biệt. Có người cao, người thấp, người tự tin, người nhút nhát. Hay hoàn cảnh sống của mỗi người cũng đều khác nhau. Chúng mình cần phải tôn trọng những điểm khác biệt đó. Vậy, biểu hiện tôn trọng sự khác biệt là gì? Sau đây, cô mời các con sẽ cùng đọc thầm các trường hợp trong sách giáo khoa trang 13-14 trong 1 phút để tìm hiểu rõ hơn về biểu hiện tôn trọng sự khác biệt. Mời các con! Trên màn hình là tranh minh họa của các trường hợp. Các con hãy cùng quan sát và thảo luận trong nhóm 4 để thực hiện những yêu cầu sau. Cô mời một bạn đọc giúp cô yêu cầu nào. Cô mời Hương Giang. Con thưa cô, con đọc. Mỗi trường hợp bên nói về sự khác biệt giữa mọi người ở các khía cạnh nào? Nêu biểu hiện tôn trọng sự khác biệt của người khác trong mỗi trường hợp. Để thực hiện được yêu cầu này, mỗi nhóm sẽ thảo luận một trường hợp. Sau đây, cô mời bạn lớp trưởng sẽ lên bấm nút để lựa chọn ngẫu nhiên các trường hợp dành cho mỗi nhóm. Mời con. Cảm ơn con. Như vậy là chúng ta thấy với trường hợp A là của nhóm vui vẻ, kiên trì, trường hợp B của nhóm chăm chỉ hòa đồng, nhóm tự tin dũng cảm sẽ thảo luận trường hợp C và trường hợp D là của các nhóm còn lại. Các nhóm trưởng sẽ điều hành thảo luận của các nhóm, đưa nhiệm vụ cho mỗi thành viên tìm và ghi câu trả lời vào ô của mình.
nhóm trưởng sẽ thống nhất ý kiến, tổng hợp kết quả và ghi vào ô trung tâm của bảng phụ. Thời gian dành cho các con là 5 phút. 5 phút bắt đầu. Thời gian của chúng mình đã hết rồi. Cô cũng đã kịp chụp bài của một số nhóm. Bây giờ chúng mình hãy cùng lắng nghe các bạn trình bày phần thảo luận của mình nhé. Với trường hợp A. A, Hải có cơ thể mập mạp nên khi được các bạn gọi vào sân đá bóng, bạn sợ mình chạy không nhanh sẽ khiến đội bị thua. Thấy vậy, Minh động viên: đừng lo, bạn có thể di chuyển không nhanh nhưng lại có khả năng tranh chấp bóng tốt hơn chúng tớ đấy. Với trường hợp này, cô muốn mời đại diện của nhóm vui vẻ nè. Con xin trình bày kết quả thảo luận của nhóm con. Theo nhóm con, ở trường hợp A, bạn Thái có cơ thể mập mạp khác biệt với các bạn khác về ngoại hình. Biểu hiện tôn trọng sự khác biệt là Minh động viên và không chê bai ngoại hình của Thái. Nào, hãy cho ý kiến về phần trình bày của bạn. Cô mời Hoa nào. Con thưa cô, con cũng đồng tình với ý kiến của nhóm bạn ạ. À, cảm ơn con, cảm ơn nhóm vui vẻ. Cô cũng đồng tình với ý kiến của các con đấy. Như vậy là ở trường hợp A, sự khác biệt của mọi người được thể hiện ở ngoại hình. Và biểu hiện tôn trọng sự khác biệt ở đây đó là không chê bai ngoại hình của người khác cũng như động viên người khác. Rất là tốt rồi đấy. Các con đã tìm được những biểu hiện về tôn trọng sự khác biệt. Vào tiết hướng dẫn học, các con hãy chia sẻ những kết quả thảo luận của nhóm mình cho các bạn cùng tham khảo nhé. Vậy, ngoài những biểu hiện tôn trọng sự khác biệt mà các con vừa tìm được, chúng mình còn biết những biểu hiện nào khác nữa? Cô mời Cương nào. Con thưa cô, ta còn cần chia sẻ, thấu hiểu về suy nghĩ riêng của người khác ạ. À, cảm ơn con. Tôn trọng sự khác biệt được thể hiện bởi sự cảm thông, chia sẻ với những điểm khác biệt của người khác về ngoại hình, hoàn cảnh, giới tính và dân tộc. Tôn trọng sự khác biệt cũng chính là tôn trọng quyền tự do, quyền cá nhân của mỗi người đấy. Vậy chúng mình cần có ứng xử như thế nào với những điểm khác biệt của người khác? Cô trò chúng mình sẽ cùng chuyển sang hoạt động tiếp theo. Con thưa cô, con đọc. Tình huống A, Thái và Ba là đôi bạn thân, đi đâu hay làm gì cũng có nhau. Gần đây, Thái rất thích chơi cờ vua với anh trai sau mỗi giờ tan học. Bà lại không muốn bỏ qua một buổi đá cầu nào với các bạn trong xóm nên rủ Thái bỏ chơi cờ vua để đá cầu cùng mình. Thái không đồng ý, bởi vậy ba giận và không chơi với bạn nữa. Nếu là Thái, em sẽ làm gì? Tình huống B, Thắng cùng các bạn và thầy, cô giáo trong trường đi thăm trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật. Thắng thấy một số bạn trong lớp tỏ ra e ngại, không thích trò chuyện vì các bạn ở đó có ngoại hình khác biệt so với mọi người. Nếu là Thắng, em sẽ làm gì? Bây giờ, chúng mình sẽ cùng thảo luận trong nhóm 4. Lựa chọn một tình huống mà nhóm mình yêu thích để tìm ra cách giải quyết phù hợp nhé. Các con có thể xử lý tình huống bằng cách sắm vai. Thời gian dành cho các con là 4 phút. 4 phút bắt đầu. Thời gian đã hết rồi. Cô muốn nghe cách xử lý tình huống của các nhóm. Với tình huống A, nhóm nào xung phong? Nào, cô mời nhóm giản dị nào. Thưa cô, nhóm con xin được xử lý tình huống với hình thức sắm vai ạ. Bạn Thái trong vai Thái, con trong vai Ba, bạn Minh Đức và Bảo Long trong vai bạn của Ba và Thái. Tình huống của bọn con xin phép được bắt đầu. Yeah, đã học rồi, mình phải về thật nhanh để chơi cờ với anh mới được. Ê Thái ơi, đi đá cầu đi. Không, tớ thích chơi cờ hơn. Tớ đang nôn nóng về chơi cờ với anh tớ đây. Thôi, chơi cờ làm gì? Chơi đá cầu với bọn tớ vui hơn nhiều. Nhưng tớ không thích chơi đá cầu, tớ về đây. Thế thôi, từ nay cậu đừng rủ tớ chơi gì nữa nhá. Thôi, đừng giận tớ nữa. Mỗi môn đều có một cái hay riêng mà. Hôm mai cậu đi đá cầu với các bạn ấy vậy. Không. Đừng giận tớ nữa mà. Mỗi người đều có một sở thích riêng. Cậu thích chơi đá cầu, còn tớ thích chơi cờ vua. À, hay là thế này đi.
cuối tuần này chúng mình cùng nhau chơi đá cầu nhé. Ừ, cậu hứa với tớ rồi đấy nhá. Tớ cũng xin lỗi vì đã không tôn trọng sở thích của cậu. Thôi, hai cậu bắt tay làm hòa đi. Đồng ý. Tình huống của nhóm con xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn nhóm giản dị. Hãy cho ý kiến bổ sung dành cho nhóm bạn. Cô mời Minh Quân nào. Con thưa cô, con thấy cách xử lý của nhóm bạn rất hay. Các bạn đã biết tôn trọng sở thích của từng bạn ạ. À, lúc nãy cô thấy nhóm con cũng lựa chọn tình huống này phải không? Vâng ạ. Vậy nhóm con đã có cách giải quyết như thế nào? Thưa cô, nếu con là Thái, con sẽ rủ ba về nhà nói chuyện với anh để đánh cờ và một lúc khác rồi cùng ba đi đá cầu ạ. Cô thấy cả hai nhóm đã có cách xử lý tình huống rất là hợp lý rồi đấy. Các con đã thể hiện được sự tôn trọng, sở thích của mỗi bạn. Trong lớp chúng ta có 32 bạn với 32 sở thích và tính cách riêng. Bây giờ, chúng mình hãy cùng giới thiệu những điểm khác biệt của mình cho bạn nghe trong hoạt động tiếp theo. Ở tiết trước, cô đã giao nhiệm vụ và hướng dẫn các con về nhà thực hiện những sản phẩm như bài viết, vẽ tranh, video về chủ đề tôi khác biệt để giới thiệu những điểm khác biệt của bản thân mình và up lên trang Padlet của lớp. Cô thấy là cả lớp chúng mình đã nộp bài cho cô rất là đầy đủ. Trong đó, chúng ta thấy có rất nhiều những sản phẩm đẹp và bắt mắt phải không nào? Các con có muốn kể những điểm khác biệt của mình cho bạn nghe không? Có ạ! Cô sẽ dành cho các con thời gian là 2 phút để các con kể những điểm khác biệt của mình cho bạn cùng bàn nghe nhé. Nào, mời các con! Qua trao đổi, các con đã thấy bạn có những điểm khác biệt gì? Cô mời Nhật Anh nào. Con thưa cô, qua trao đổi thì con thấy bạn rất hoạt bát ạ. À, bạn nào có ý kiến nữa? À, cô mời Đạt nào. Con thưa cô, con thấy bạn rất điềm tĩnh ạ. À, cảm ơn con. Cô mời Ngô Linh. Con thưa cô, con thấy bạn rất hòa nhã với bạn bè ạ. À, cảm ơn các con. Thế bây giờ chúng mình có muốn giới thiệu những sản phẩm của mình cho bạn nghe không? Cô ở hoạt động này, cô sẽ mời bạn lớp trưởng lên điều hành giúp cô nhé. Các bạn hãy lên và giới thiệu về những đặc điểm đặc biệt của mình. Các bạn dưới lớp hãy lắng nghe và chia sẻ cảm nhận về sự khác biệt của các bạn trong lớp nhé. Tôi thấy có một bức tranh rất đặc biệt. Đây là bức tranh của bạn Minh Đức. Tôi rất muốn được nghe thấy phần giới thiệu của cậu. Thưa cô, con đã vẽ một bức tranh về sở thích của con. Con rất thích đọc sách. Con có thể đọc sách ở khắp mọi nơi, ở nhà hay ở trường. Và các giờ ra chơi, con cũng lấy sách ra đọc. Khi đọc sách, con cảm thấy mình hiểu biết thêm nhiều điều. Và sách còn giúp con học văn tốt hơn ạ. Tớ thấy bạn Hoàng Anh có ý kiến. Xin mời bạn. Tớ rất tôn trọng sở thích của cậu. Tớ thấy đọc sách rất hay. Nhưng theo tớ, sau các giờ học, mình nên để cho đôi mắt được nghỉ ngơi. Vì vậy, giờ ra chơi, cậu hãy dành thời gian để chơi cùng các bạn trong lớp nhé. Cảm ơn cậu. Cảm ơn hai bạn. Cảm ơn bạn lớp trưởng đã điều hành cả lớp giúp cô rất là tốt. Qua phần chia sẻ của các con, thì cô thấy các con đã có rất nhiều những điểm khác biệt rất là đáng yêu. Qua hoạt động vừa rồi, cô thấy các bạn lớp 5C đã rất tự tin chia sẻ với bạn về những điểm khác biệt của bản thân mình. Đồng thời, các con cũng biết thấu hiểu, cảm thông với những điểm khác biệt của các bạn trong lớp. Bởi mỗi người, mỗi vẻ khác nhau làm nên cuộc sống muôn màu đẹp tươi. Đó cũng chính là thông điệp mà bài học ngày hôm nay muốn gửi tới cho chúng mình đấy.